xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang đi trên đường Trần Bình Trọng. Thì hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị các bạn đi một vòng đường Trần Bình Trọng ra bến Hàm Tử. Rồi sẵn đó thì em xin gửi đến anh Phi Lâm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái nhà thờ Mai Khôi ở trong cái chợ nhỏ. Thì bây giờ thì đang chúng ta đang đi ở Trần Bình Trọng thì đi thẳng ra là bến Hàm Tử ngày xưa đó. Bây giờ là vườn Võ Văn Kiệt. Rồi sẽ có một cái hẻm nhỏ để chúng ta đi vô cái giáo xứ ha. Đây là đường vô cái chung cư. Chợ quán. Đây có cái vựa ve chai. Vựa ve chai. Và cái đường Hàm Tử bây giờ bán rất là nhiều cái rất là nhiều vật liệu xây dựng. Ngày xưa thì nổi tiếng là làm than ha. Làm than rồi bán cừ tràm rồi đó. Thì mấy chục năm về trước rồi. Thì theo tới cái thời của em thì không còn bán cừ tràm nữa. Chỉ là những cái mái nhà sàn trên sông thôi. Còn cừ tràm là em nghe mọi người kể lại. Thì đây là cái hướng này thì mình đi về cái bệnh viện Chợ Quán nè. Là bây giờ là bệnh viện nhiệt đới á. Rồi ngay đó có cái trường Hàm Tử, trường tiểu học Hàm Tử, rồi chợ Hòa Bình. Này cái góc đường ngày xưa chúng ta đây. Nếu cô chú anh chị mà ở khu vực Hàm Tử này á, thì sẽ hy vọng là sẽ nhìn ra ha. Nhưng mà với cái sự thay đổi như vậy thì có lẽ cũng hơi khó. Cái dãy nhà sàn bên kia thì đã không còn hơn 10 năm nay, gần 10 năm nay, hơn 10 năm luôn chứ. Từ khi giải tỏa thì Sài Gòn sau này, Việt Nam sau này thì là những ngày cuối năm nên rất là nhiều party, tất niên. Nên ở đây cũng là một cái tất niên nữa nè. Ăn nhậu ha. Có một số anh chị nói là ở Việt Nam bây giờ sướng lắm, sướng hơn ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà bù lại chúng ta có những cái ở nước ngoài có mà ở Việt Nam không có. Đó, đây là cái đường Hàm Tử ngày xưa nè. Hồi xưa đường Hàm Tử xình lầy lắm. Rồi lầy lội, đường xấu xí. Nhưng bây giờ thì khang trang quá nè. Ở đây là đầu hẻm để đi vô cái giáo xứ. Đầu hẻm gần đây chứ. Vô giáo xứ thì ta có cái chợ, cái giáo xứ Mai Khôi này cũng là giáo xứ nhỏ thôi, cũng ở khu vực Chợ Quán nè. Cái hướng này đây là cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Chữ Y chứ, cầu Chữ Y ngày xưa, bây giờ nó khác quá trời luôn. Ta sẽ đi vô cái hẻm. Hẻm bây giờ là hẻm 676 của Võ Văn Kiệt. Dạ cô làm ơn cho hỏi cái giáo xứ Mai Khôi ở trong đây không? Sao? Cái giáo xứ Mai Khôi ấy không? Ở đây cái tông là ba cái đường qua là cái nhà thờ. À cái đường đó là vô nhà thờ luôn ha cô? Rồi, đi nhà thờ. Dạ cảm ơn. Tại thấy cái nhà thờ này ít nghe nói tới. Thường đi nhà thờ Chợ Quán không à? Sẵn vô chơi. Đi đó. Yeah. Đó là đi. Yeah. Đó vừa ngay ngã tư đầu chợ đó, vừa ngoái bên tay mặt
Dạ. Bây giờ có mở cửa không ta? Dạ. Dạ, cảm ơn con. Đó, mình hỏi thăm thì bà con ở đây nói là cái nhà thờ đó quẹo vô. Đây là con hẻm 676 Võ Văn Kiệt. Sáu bảy sáu nhưng mà không biết ngày xưa là cái hẻm số mấy hành tử ha. Số cũ là 58/92/58. Số cũ là 58 hàm tử. Ta đi vô cái chung cư nè. Bên trái là chung cư. Đúng rồi, số cũ là 58, hẻm số 58 hàm tử. À, không biết anh Phi Lâm có hình dung ra không ha. Thì bên phải là dãy nhà, còn bên trái là chung cư. Đây nếu mình quẹo trái thì ra thẳng Trần Bình Trọng luôn nè. Cháu đi thẳng ra Trần Bình Trọng. Rồi mình đi thẳng ra Cao Đẹp. Thì bên tay phải là nhà thờ. Và chút xíu nữa mình sẽ đi về cái nhà số 188/7. Đây là cái nhà thờ Mai Khôi. Đây chuẩn bị lễ Tết rồi nè. À, Tết cổ truyền thì mọi người hàng trang trí Tết. Đó. Nhà thờ anh chưa? Dạ thưa cô ạ. À, con quay số hình ảnh nhà thờ để gửi bà con ở phương xa xem á con. Ngày xưa họ sống ở khu vực này nè. Con ở đâu vậy? Dạ con ở bên Cao Đạt. Con có cái kênh YouTube á, rồi bà con ở hải ngoại á họ muốn nhìn lại những cái hình ảnh ngày xưa thôi chứ không có gì hết. Con xin cô một số hình ảnh vậy thôi. Cảm ơn cô. Dạ dạ. Không có đi hầm lớn. Không có đi. Cảm ơn con. Một rồi đó. Nó một lớp 2 gì về bên nằm bên bốn đó. Một số hình ảnh ở nhà thờ em xin gửi đến cô chú anh chị. Do hôm nay thì không có lễ nên mọi người không có không ai đi lễ. Đây là hình ảnh chợ chiều, chợ chiều. Thank you.
chợ chiều chuẩn bị bán đồ ăn. Mình đi thẳng qua anh kia là cái hẻm 188. Hẻm kia là 188 rồi nè. Đó, có cái chùa Phổ Minh. Giờ mình đi thẳng qua hẻm nha. Sực bảy là nằm bên tay trái. Lúc nãy mình vô nhà thờ thì do mình lạ nên mình quay thì cô xin nhắc nhở, nhưng mà không sao, cũng có quay chút xíu bên ngoài thôi. Gửi đến anh xem nha. Đây một sực hai, sực ba. Rồi đến sực 5, sực 7 là sực 6 là căn này. Sao phải sực 7 ta? Ở đây thì sực 8, sực 9. Sực bảy là căn này. Hình như không có ai nhà. Đây là sực 5, sực 6. Đây là sực 7. Rồi xin gửi anh một số hình ảnh ở hẻm 188 Cao Đạt và căn nhà của anh nha. Không mà không hiểu sao nhà nó không có số. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra quay trở lại. Quay trở lại đường Cao Đạt. Và nếu muốn quẹo trái thì đến cái chùa Phổ Minh. Chùa Phổ Minh đây. Xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Mình định vô nhà để hỏi thăm nhưng mà thấy nhà đóng cửa và không có ai bên dưới hết nên em không tiện để vào. Thì cái video đây em xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị cho các bạn trong những video tiếp theo nha. Hy vọng mà qua video này thì gửi đến anh Phi Lâm và gia đình những hình ảnh về ngôi nhà ở chợ Cao Đạt ở và giáo xứ Mai Khôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người luôn vui vẻ nha.